Chào thầy cô và tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu mình tên là Trần Hồng Doan, sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX lớp K1 Happy. Mã số sinh viên của mình là COV019HP08 và sau đây ở trong video này mình sẽ đọc về cuốn sách các chỉ số cốt yếu trong quản lý. Đầu tiên, chúng ta hãy đi vào mục giới thiệu về tác giả. Kieran Gross là một chuyên gia tài chính cấp cao của Edith Margen Institute tại Dublin. Ông là một nhà kinh tế học, đồng thời là một chuyên viên kế toán ở Econ London CMA và đã có 15 năm kinh nghiệm thực tế trước khi đi sâu vào nghiên cứu. Quá trình làm việc cùng các nhà quản lý cao cấp trong nhiều năm đã giúp ông phát triển một phương pháp tiếp cận riêng của mình trong việc đào tạo chương trình chính doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông đã được mời giảng dạy ở hầu hết các nước châu Âu, Trung Đông và các nước Đông Âu. Điều đặc biệt nhất trong nghiên cứu của ông là việc xác định và lượng hóa mối quan hệ chặt chẽ giữa tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp và cơ cấu nguồn vốn với giá trị trên thị trường chứng khoán. Lời cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cộng sự đã góp phần làm nên cuốn sách này. Richard Stapp của tờ Financial Times, Printel House, người đã gợi ý, mở ý tưởng và hoàn thành ý tưởng đó. Bạn bè và các đồng nghiệp của John Quá Cố, người cố vấn cho tôi về những chủ đề chuyên sâu nhất, và John Dean, người đã động viên giúp đỡ tôi qua những khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhân viên thư viện của trường quản trị IRUS và thư viện Dublin vì nguồn cung cấp dồi dào về thông tin tài chính bao gồm dữ liệu từ thời báo Franco Time và Excel tới Gardlin, Miss Donna và Carlos Fitzpatrick, những người đã giúp đỡ hoàn thành cuốn sách khi tôi vắng mặt. Cuối cùng, xin cảm ơn những người bạn Tom Cullen, Des Haley Quá Cố, Mark Martin, những người sáng tạo những luống cày đầu tiên và gieo mầm cho cuốn sách này. Lời nói đầu. Đã có hàng trăm cuốn sách nghiên cứu về chủ đề tài chính doanh nghiệp và hầu hết trong số đó đều nhìn nhận dưới những góc độ phức tạp. Ta chỉ thấy những nội dung dày đặc trên những trang sách, các công thức phức tạp và những thuật ngữ khó hiểu. Số lượng tài liệu và cách trình bày khiến người đọc cảm thấy rằng rất khó có thể hiểu được chủ đề. Tuy nhiên, trên thực tế, nội dung cơ bản của vấn đề chủ yếu bao gồm một số lượng tương đối ít các con số đo lường khả năng tài chính mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của bất cứ một doanh nghiệp thương mại nào. Các chỉ số này được hình thành nhờ việc thiết lập mối quan hệ giữa các thông số tài chính trong doanh nghiệp. Công thức tính các chỉ số này rất đơn giản, nhưng không chỉ có vậy. Khó khăn là ở chỗ chúng ta phải hiểu những chỉ số này như thế nào và các chỉ số đó sẽ phối hợp với nhau theo cách nào để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Phiên bản đầu tiên của cuốn sách đã ra đời nhằm mục đích gạt bỏ đi sự phức tạp và khó hiểu để giúp cho mọi nhà quản lý có thể tiếp cận với chủ đề này một cách dễ dàng, và thực sự nó đã rất thành công. Trong lần tái bản thứ tư này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích và bố cục trình bày tương tự. Tuy nhiên, các ví dụ và các giá trị tiêu chuẩn đã được cập nhật và mở rộng để cuốn sách có thể phục vụ một lượng lớn độc giả. Thông tin được lấy từ trên 200 quốc gia trên toàn thế giới nên kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng rộng rãi. Trong phiên bản thứ 3, cuốn sách có thêm một chương mới, chương 18, để minh họa việc áp dụng các kỹ năng trong cuốn sách vào phân tích một số của mua lại giả định. Trước tiên, nó cho chúng ta thấy cách định giá hai công ty một cách tương đối và tuyệt đối sử dụng phương pháp SVA. SVA là một phương pháp phân tích mới và hấp dẫn mà mọi nhà quản lý đều muốn sử dụng nó vì đó là phương pháp có tác động nhiều nhất tới trách nhiệm của họ trong những năm tiếp theo. Trong phiên bản thứ tư này, chúng ta lại có thêm một chương mới, chương 19. Chương 19 sẽ phân tích chủ đề về tính toán toàn vẹn của báo cáo tài chính, trao đổi về vấn đề vi phạm tính toàn vẹn và làm thế nào để ngăn ngừa điều đó. Hướng dẫn về các biểu tượng. Các biểu tượng dưới đây và ý nghĩa của nó sẽ được sử dụng trong suốt cuốn sách này. Người suy nghĩ, bảng liệt kê tổng hợp, ví dụ, ý chính, định nghĩa, thực hiện,
ghi chép. Phần 1: Kiến thức cơ sở. Chương 1: Kiến thức chung. Tại sao bạn cần cuốn sách này? Cách trình bày và tính logic, phương pháp nghiên cứu, tính khoa học, những điều thú vị trong cuốn sách, các dữ liệu được sử dụng. Tất cả những gì tôi nói là một con tàu cao tốc và một ngôi sao dẫn đường cho con tàu cao tốc đó. Tại sao chúng ta cần cuốn sách này? Các chỉ số kinh doanh là ánh sáng dẫn đường cho công việc quản lý doanh nghiệp. Chúng giúp chúng ta đặt ra mục tiêu và các chỉ tiêu để vươn tới. Những chỉ số này hết sức quan trọng đối với nhà quản lý nhằm tìm ra các chiến lược kinh doanh dài hạn có lợi nhất cũng như đưa ra những quyết định ngắn hạn một cách hiệu quả nhất. Trong xã hội luôn biến động như hiện nay, điều kiện quản lý doanh nghiệp liên tục thay đổi từng ngày. Các chỉ số kinh doanh sẽ giúp các nhà quản lý nhận ra những thay đổi quan trọng mà họ cần phải ngay lập tức chú ý tới. Ngay từ định nghĩa, các chỉ số đã cho chúng ta thấy mối quan hệ tồn tại giữa các phần khác nhau của một doanh nghiệp. Chúng cho thấy rõ mối tương quan quan trọng và việc cần thiết phải có một sự cân bằng, sự tương đối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc nắm được những chỉ số cơ bản của doanh nghiệp sẽ giúp giám đốc các bộ phận phối hợp với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả hơn nhằm đạt được những mục tiêu tổng quan đã đặt ra. Ngôn ngữ chung của kinh doanh chính là vấn đề tài chính. Vì vậy, những chỉ số kinh doanh quan trọng nhất thường cũng là những chỉ số liên quan tới tài chính. Một nhà quản lý sẽ hiểu được rằng các chỉ số tài chính chẳng qua chỉ là sự phản ánh của những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp, và để thay đổi thì chúng ta cần phải thay đổi tình hình thực tế của doanh nghiệp chứ không phải là điều chỉnh các con số. Cách trình bày và tính logic. Cuốn sách này không giống với hầu hết các cuốn sách về kinh doanh khác. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong từng trang sách. Nó không chỉ đơn giản là những dòng chữ được ghi lại trên giấy. Một cuốn sách hay phải được thể hiện qua nội dung và cách thức minh họa. Sẽ thật khó khăn và mệt mỏi để cố gắng nhồi nhét một vấn đề phức tạp chỉ bằng cách đọc xuông từng dòng chữ. Bạn cần phải tập trung thật cao độ và cố gắng tải một khối lượng khổng lồ thông tin vào bộ nhớ của chính mình. Phải có một sự kiên nhẫn tuyệt vời để có thể đọc đến cuối cùng và tìm ra điểm nhấn mạnh quan trọng. Điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian mà đối với một nhà quản lý bận rộn thì khó mà có thể thực hiện được điều này. Mặt khác, biểu đồ và hình ảnh minh họa lại mang những tác dụng to lớn, giúp chúng ta hiểu vấn đề dễ dàng hơn và có thể nhớ lâu hơn. Chúng giảm tải khối lượng thông tin và đẩy nhanh quá trình thẩm thấu kiến thức vào bộ não con người. Không chỉ có vậy, để có thể trình bày dễ hiểu và xúc tích thì cần phải lựa chọn những biểu đồ, hình ảnh minh họa mang tính chất hiệu quả nhất. Một thế giới vô cùng phức tạp như hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải chấp nhận ngày càng nhiều những quy luật của xã hội. Họ cần phải nắm bắt một khối lượng thông tin lớn nhất của một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, họ cần có một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, đó chính là tính logic thể hiện trong cách trình bày của cuốn sách này. Phương pháp nghiên cứu. Có vô số các chỉ số kinh doanh mà mỗi cuốn sách nghiên cứu về chủ đề này lại khai thác những khía cạnh khác nhau, hay ít nhất cũng đưa ra những cách nhìn nhận khác nhau. Chúng ta thấy hàng loạt những cái tên, các định nghĩa và quan điểm khác nhau, hàng vạn những thuật ngữ và các chỉ số, đôi lúc làm chúng ta lúng túng. Đã có rất nhiều người cố gắng tìm ra con đường để thoát ra sự hỗn độn này, nhưng đều thất vọng. Phương pháp tiếp cận của một cuốn sách này trước tiên là lờ đi nhiều chỉ số và chỉ tập trung vào một số những chỉ số trọng yếu. Số ít này, chỉ khoảng 20 chỉ số cá thể, sẽ được nghiên cứu sâu và kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu tầm quan trọng của các chỉ số, phương pháp tính chỉ số, các chỉ tiêu có thể thiết lập từ chỉ số đó và cuối cùng là một mối quan hệ giữa các chỉ số. Thử ví với việc kiến trúc một tòa nhà, trước hết ta phải có một cái khung bằng thép, sau đó những chiếc xà dầm được ghép vào, cố định chặt chẽ với nhau, và chỉ khi kết cấu vững chắc này được hoàn thiện, chúng ta mới có thể nghĩ tới việc tạo ra những căn phòng riêng biệt. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng phát triển, thiết lập mối liên hệ giữa mọi chỉ số mà chúng ta muốn, miễn là có một nền tảng kiến thức vững chắc. Vấn đề được nghiên cứu sẽ liên quan tới nhiều kiến thức khác nhau cùng với nhiều ngoại lệ đối với hầu hết các nguyên tắc. Đó chính là những điều gây băn khoăn, mặc dù trên thực tế chúng thường chẳng mấy quan trọng đối với nhà quản lý. Chúng được đề cập tới vì sự quan trọng trong kế toán hay về mặt pháp lý. Tại đây, trong phần chính của cuốn sách, hầu hết những yếu tố đó sẽ bị bỏ qua. Một số quan trọng trong đó sẽ được trình bày trong phần phụ lục. Rất nhiều bản báo cáo được tạo ra với 95% là sự thật, 5% chưa được nói ra chỉ quan trọng đối với các chuyên gia phân tích. Triết lý. Hầu hết các doanh nghiệp thương mại đều coi tiền như một nguyên vật liệu thô mà họ phải trả để có được. Chính vì vậy, họ phải kiếm lại được một khoản tương xứng với những gì đã bỏ ra. Các doanh nghiệp liên tục thu lại được số tiền tương xứng để bù đắp cho lãi suất thị trường trên nguồn vốn thường sẽ phát triển và thu được lợi nhuận. Các doanh nghiệp trong thời gian dài không thể
bắt kịp tỷ suất thị trường sẽ không thể tồn tại được lâu, ít nhất là phải thay đổi hình thức kinh doanh hoặc thay đổi sở hữu. Không hề phóng đại nếu nói rằng việc am hiểu những ý nghĩa ẩn sâu của nguyên tắc vàng trên là điều tối trọng giúp việc kinh doanh thành công. Nói đúng với không chỉ mỗi nhà lãnh đạo mà còn đối với cả cộng đồng. Điều thú vị trong cuốn sách, nội dung của cuốn sách này không chỉ quan trọng đối với sự cải thiện hoàn toàn kinh tế của mỗi cá nhân hay của một xã hội mà còn là chủ đề vô cùng thú vị. Một môn thể thao vĩ đại nhất, công việc kinh doanh mang đến mọi cảm giác vui sợ và vui sướng trong một xã hội cạnh tranh và nhân loại vẫn khao khát tìm đến. Minh chứng cho điều này chính là việc các tranh luận và phản thể của các nhà kinh doanh luôn được đăng lên trang đầu của các tờ nhật báo. Cuốn sách này sẽ nối kết doanh thu từ các nguồn tài chính với các biến số hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó sẽ mang lại kỹ năng cho các nhà quản lý từ mọi phương diện. Mục đích đặt ra ở đây là toàn bộ các bộ phận nhận chức năng như sản xuất, tiếp thị, phân phối, v.v. có thể hoạt động với những kỹ năng chuyên sâu nhằm đạt tới mục tiêu chung mà doanh nghiệp hướng đến là sự thịnh vượng về mặt tài chính. Các dữ liệu quan trọng. Các nhà điều hành và tất cả chúng ta đang thực sự ngập trong những dữ liệu về doanh nghiệp. Các thông tin có thể từ các bài báo, các hoạt động nội bộ, các tờ nhật báo, tạp chí kinh doanh và nhiều nguồn khác. Trong đó, nhiều dữ liệu rất khó hiểu. Chúng ta đều biết rằng ý nghĩa của từ được dùng riêng biệt nhưng bổ sung cho nhau và chúng có thể bị hiểu nhầm. Hình 1.1 sẽ minh họa vấn đề này. Các từ như cổ phiếu, lợi nhuận, dòng tiền có lẽ rất quen thuộc với chúng ta, nhưng chúng ta không biết chúng kết hợp với nhau như thế nào để định hướng khả năng phát triển của doanh nghiệp. Các bài báo viết về chủ đề này cũng không mấy hữu ích, dường như mỗi tháng họ lại đưa ra những khái niệm mới. Chúng ta có thể ghép các miếng nhỏ riêng biệt trong hình A thành một bức tranh lớn tổng hợp và đồng nhất như trong hình B. Câu trả lời cho hầu hết các phần là có. Các vấn đề quan trọng trong một công ty là tài sản, lợi nhuận, tăng trưởng, dòng tiền lân chuyển. Bốn biển số trên có mối quan hệ với qua lại với nhau, có một sự cân bằng có thể được duy trì giữa các nội dung đó và từ sự cân bằng này chúng ta sẽ có được giá trị của doanh nghiệp. Giá trị là lý do ảnh hưởng tới mọi hoạt động của doanh nghiệp và vì lý do này cuốn sách sẽ tập trung vào phần phân tích các chỉ số xác định giá trị của doanh nghiệp. Chương 2. Báo cáo tài chính. Giới thiệu bảng cân đối kế toán, cấu trúc của bảng cân đối kế toán, tài sản cố định, cấu trúc của bảng cân đối kế toán, công nợ tổng hợp. Kinh doanh là một nghề đòi hỏi nhiều hoạt động thực tiễn cũng như kiến thức và nhiều kỹ năng như trong lĩnh vực pháp lý và y học và đồng thời cũng đòi hỏi cần có nhiều tiền. Giới thiệu, để có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của một công ty, trước hết chúng ta cần có sự hiểu biết về các phần trong công ty đó. Công việc này không quá khó như thoạt nhìn bởi là người quản lý, bạn quan tâm đến rất nhiều mặt của một công ty nên đều đã nắm được hầu hết mọi vấn đề. Trong số hàng trăm phần họp thành của một công ty thì chỉ có một vài phần trong số đó là quan trọng. Và tuy rằng chủ đề này có phần phức tạp nhưng nó dựa trên những logic thông thường, do đó có thể suy luận mở rộng một khi chúng ta đã nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản. Cách sử dụng từ ngữ cũng gây ra không ít khó khăn. Có rất nhiều Việt ngữ thường được dùng trong lĩnh vực tài chính, mặc dù có ưu điểm diễn tả ý một cách ngắn gọn và chính xác, nhưng Việt ngữ sẽ gây ra một rào cản lớn cho những người không chuyên khi tiếp cận với mỗi một chủ đề. Tôi muốn bạn đọc tự nhìn nhận mục đích sử dụng của Việt ngữ chuyên ngành tài chính, nhưng một trong những mục tiêu chính ở đây là để chỉ ra những suy luận logic thông thường ẩn sau cái vỏ ngoài phức tạp của nó. Điều đầu tiên mà chúng ta cần ghi nhớ trong giai đoạn này là trong tài chính có 3 và chỉ 3 bản báo cáo mà chúng ta có thể lấy thông tin cơ sở cho nghiên cứu, đó là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các báo cáo này cùng với những nguyên lý cơ bản liên quan sẽ được trình bày chi tiết dưới đây. Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán có thể được xem như hình ảnh của một cỗ máy với khối lượng nhất định vận động tạo ra năng lượng dưới dạng lợi nhuận. Hẳn chúng ta vẫn còn nhiều khái niệm về năng lượng, trọng lượng đã được học trong trường
doanh nghiệp khi xét được thu nhận và khi đi ra doanh nghiệp ký phát xét. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi chính là nắm bắt được những yếu tố gây ra dòng lưu chuyển đó của tiền tệ. Kết luận, các báo cáo trên không thể được tách biệt độc lập mà được liên kết với nhau trong một hệ thống như trình bày trong hình 2.1. Chúng cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào xem xét lần lượt từng báo cáo một cách chi tiết và cụ thể. Tương ứng với 5 ô khác nhau. Chính các phần này chứa
vô hình. Nhóm này bao gồm các tài sản không có hình dạng vật chất cụ thể, khoản chủ yếu trong đó thường là lợi thế thương mại. Đây cũng là một khoản thường gây ra tranh cãi. Nó được giải thích cụ thể ở trong phụ lục 1. Tài sản cố định thuần bao gồm các tài sản vật chất cần thiết cho hoạt động của công ty, có thời gian sử dụng lâu dài và có giá trị trị lớn. Chúng thường bao gồm các khoản cũng như đất đai, tòa nhà, máy móc thiết bị hoặc phương tiện vận tải. Phương pháp chuẩn để xác định giá trị của những tài sản này là lấy nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Đối với khoản cũng đất đai, giá trị của nó thường được điều chỉnh để phản ánh đúng giá trị hiện tại. Các khoản đầu tư tài sản khác thường bao gồm quyền sở hữu cổ phần dài hạn tại các công ty khác vì mục đích kinh doanh, nhưng không phải là các khoản đầu tư như vậy đều được đưa vào mục này. Khi công ty nắm giữ cổ phần của ảnh hưởng chi phối do số lượng lớn cổ phần nắm giữ hoặc những lý do khác, báo cáo tài chính của công ty con sẽ hoàn toàn bị gộp vào với công ty mẹ. Điều này có nghĩa là phần tài sản công nợ của công ty con sẽ được gộp tương ứng báo cáo bảng cân đối kế toán của công ty mẹ, tức là chỉ có khoản đầu tư và những công ty không hợp nhất mới được tính vào đầu tư dài hạn. Câu hỏi cũng gây nhiều tranh cãi trong một thời gian dài là khi nào thì giá trị trên bảng cân đối kế toán cần đột biến chỉnh lại để phản ánh đúng giá trị thị trường của tài sản. Trong thời kỳ lạm phát cao, giá trị của tài sản tăng vọt và cần được định giá lại. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bảng